trước mắt quý giả, anh Nguyên đang test và giới thiệu về một cặp loa đẹp xuất chúng, cũng cực hiếm đấy nhé, đến từ hãng JBL, số model là 4732A, một cặp loa 4 đường tiếng 2330 từ 22100, một tấp cối từ 22100 16 ohm, một tấp xì. Thì đây là dòng loa cực hiếm đấy nhé, khi anh nhạc cực đỉnh, hát cực hay, loa đẹp thứ hợp xốp. Hiện nay với cặp loa đẹp xuất chúng luôn nhá, thị trường đang bán mức giá 58 triệu, bên em bán là trên 50 triệu nhá, giá bán thị trường vài triệu. Và có nhu cầu quan tâm và thì hữu liên hệ cho em nhá. Nếu anh em đang có nhu cầu chơi luôn nhá, có lúc mà bán mất này rất khó tìm, ở bên này nó không có nhiều. Những cặp loa này không những cái hay nhá, bày cực đẹp, nó thể hiện cái gì đó rất là phong trần, rất bụi bặm và rất là cơ bắp. Đấy là những cái gì mà Mỹ luôn mang đến cho người chơi nhạc, những cảm xúc thăng trầm với nhau. Nó nhìn con bướm tép bướm kìa, nó ra tiếng lẹt xẹt lèo xèo, hai con mắt tạo tiếng mắt căng dày ấm, một con trung kèn kia vừa giải lời vừa giải phép, loa đẹp rơi xốp thôi nhá. Đấy, đúng một cặp thôi. Anh em là có nhu cầu bỏ hát alo cho em Hành Nguyên nhá. Nếu bác ghép bỏ hát cả thì em là đấy, cái bóng ngoài này. Đấy, con đẩy 4 kênh cho anh em ra dùng giúp được. Một loa số, một quản lý nguồn, một mic, một đường tiếng. Đấy, anh em ghép bộ này ok nhá. Đó là bỏ hát thôi. Anh em ghép bộ này, đúng không? Bộ ngoài này. Bây giờ phần 2 nhá, em quay lại thất. Loa đẹp quá, phải quay kỹ đúng không? Chứ quay bên ngoài như này không nói gì vào nhá. Hello các bác và anh em nhé. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa cực kỳ cao cấp và cực hiếm tại thị trường Việt Nam. Thì đây là mẫu loa có thể nói là thượng hạng của dòng loa JBL. Dòng loa này có model là SR4732A, một dòng loa 4 số đời A, sở hữu là 2 bát 30 từ 220/100 và một tép kèn cũng từ 220/100 và tép xì. Thì với dòng loa này, dòng loa 4 đường tiếng mất nhá. Do vậy, anh em có thể chơi được tất cả các loại nhạc, từ nhạc G-Mix, nhạc lon top, nhạc sàn, nhạc DJ, nhạc đồng quê, nhạc trữ tình, bolero, quan họ, giao hưởng. Thì nó thể hiện rất tốt bác nhá, cực tốt, tiếng bát đánh sâu, đánh uy lực và mềm mại, trả lời sáng thoáng rộng bay. Đặc biệt con xì với nhau ra tiếng lẹt xẹt, lạch quạch, rách rách rất hay. Thì đôi loa này thực ra nó không có bác nhá, không có. Mà gặp những cặp loa đẹp như này bác, cực kỳ hiếm bác nhá, cực kỳ hiếm. Cái đôi loa này thì nếu như để mà nói một cách mà vui vui bác nhá, thì ông chủ người ta nói là nó bị rơi thùng xốp trong quá trình vận chuyển. Tức là cái độ đẹp, độ chi tiết và cái độ chuẩn zin đó bác nhá, xuất sắc. Những cặp loa này thì nó sinh ra từ những thập niên 90 bác, nhưng đến bây giờ mà còn đẹp này bác nhá, là vô cùng hiếm. Mà giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Bây giờ em sẽ quay cụ thể cho bác. Vì loa đẹp bác ạ là phải quay kỹ đúng không? Chứ còn quay ngoài thì chưa nói điều gì cũng nhá. Quay ngoài thực ra chỉ là cái vấn đề giới thiệu thôi. Thì dòng loa này nó là thùng gỗ bọc lỉ. Đấy. Rộng là 62, sâu là 43, cao 1m08. Thùng gỗ. Bác nhìn này, từ bông biếc nó rất còn vàng óng đúng không? Đấy, bông lỉ vàng óng nhá. Rất đẹp. Chung là lô này không chơi được nhá, một điểm không có điểm trừ luôn. Đấy, phần tần thì gấu mèo nha, đấy, phần tần nó rất to và rất là mới nhá, phần tần này anh xem nhìn cái phần tần nó mới này mà đúng không? Thùng thành còn sáng óng, sáng cõng thùng mà nhá. Đây, em quay chậm anh em xem. Và đây là thông số bác nhá, con này nó là 4732A 32. Đấy, hỗ trợ 3 cổng vào lưu trích 6 ly, có cho là đánh full gun và đánh bia. Đấy, em về là một cặp đó nhá. Nói chung cặp này thì không thể chê được rồi. Thì những cặp đẹp này ấy, thì em phải đưa ra cái mức giá mà thị trường đang đưa ra ấy. Những cặp đó là đẹp đó nhá, thì người ta đang bán mức giá khoảng 58 triệu. Đấy, 5 triệu, 8 triệu nhá. Nhưng bên em sẽ bán cho bác rẻ mấy triệu. Đấy, trên 50 triệu thôi nhá. Thì bác nào có nhu cầu đầu tư thì alo cho em, thì em báo cho cái giá êm ru thôi nhá, để chơi. Và loa của em thì nó thật các bác ấy, nếu mà loa của Hành Nguyễn thì bác không chê được. Nói chung là xuất sắc rồi, đúng không? Bên em đã phải mở tháo quay kỹ này, em biết rồi, cái độ chất nừ nào, đúng không? Về củ tép đó nhá,
em bao zin cho bác toàn bộ con tép luôn. Đấy, 100% sáng quắc đẹp quá nhá. Con này nó là tép từ 220 qua 100, mã tép là 2447G16 ohm, sản xuất tại Mỹ. Cổ tép nặng như cái bao gạo nhá. Con này lồi ra thì rộng lắm, là trung kèn tép kèn vào, trong veo trong vắt, rất đẹp quá nhá, mới đét luôn. Đây, quả thứ hai đây, bác nhìn con bọ này. Đấy, cực kỳ chất tuyệt phê. Nói chung là những cặp loa này các bác mua về thì ok rồi. Đấy, từ trưng bày, từ ngắm nghía về thẩm âm thì không chê được. Đây cặp xì nhá, cặp xì bướm. Em rất thích cặp xì bướm này, bởi khi lắp vào đôi loa nó có độ khoe mẽ. Con này thì từ 12 họng. Con này xì nhá, 51, rất là to nhá. Đây con này từ 22 họng 100. Thì những cái đòi tép to này cơ bản nó chỉ ở những mẫu loa cao cấp của Mỹ nhá thì mới có. Đấy, về màng này anh nhìn chưa, trong veo thím ngắt ba khoang thôi nhá, offer đồ ao. Anh em xem độ zin mà gân cái này với nhá, có còn đen nhánh này, dính này, rất là bền này, còn nhiều con nó khô khốc à. Đấy với nhá, con này nó còn dính giáp thế, đen xì à. Đấy, quả thứ hai này, quả thứ ba đẹp không tì vết với nhá. Này em chuyển sang địa điểm mới em quay cho nó sáng rực kia. Đấy, đây là quỷ quát này, ui giời, gấu luôn đúng không? Con này mã bát nó là 2206H8 ohm nhá, sản xuất tại Mỹ, từ 22 có 100, zin đét đẹp cho anh em luôn. Anh em này không chê luôn, mã màng luôn nhá. Bên em thì có quay kỹ càng để anh em chốt thì đỡ phải loa đúng không, đỡ phải xem một cái loa bác tháo mất thời gian lắm. Em quay kỹ rồi, video thì chắc là không gian lận được ạ. Đấy, nó như nào nó phản ánh đúng thế luôn nhá, nét căng. Em loa đẹp đến gần như mới luôn nhá. Đấy, dạ anh em người ta ví dụ như là bán thì người ta lợi dụng, ví dụ không có người bán thì là bán cao, nhưng em thì cơ bản là giá đầu ra cứ bình ổn mới nhá, tức là mình cứ làm thật, bán thật, lãi suất ít thôi, nhưng biết sao nó ra nhanh hàng quá nhá, mà anh em mua anh em thấy rất vui. Đấy bạn này, anh em toàn bộ củ này vơ nhá, củ bát củ tép đen nhánh bóng liễng luôn, thùng thành đẹp, zin tuyệt đối anh em từ A đến Z. Con này thì anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay nhá. Thực ra những dòng loa 4732A này nhá, nó không có nhiều, nó thật sự nó vẫn có nhá, không có nhiều, thi thoảng đôi thôi. Đấy, bác nào cần bộ hát thì alo cho em, tại vì em quay rất kỹ, khi là anh em có nhu cầu em chỉ chuyển thôi chứ em không quay lại là nữa nhá. Còn em bao cho anh em zin hết, không zin trả lại, ok chưa? Mọi tin mua sắm phối ghép bộ hát các bác liên hệ với em số lại 0936 583 140, số thứ hai là 0368 028 299. Đấy, loa thì áo biết rồi, đẹp không tì vết đúng không, xuất sắc. Cái này bác được cái Hành Nguyễn mà ghép vào hát thì đúng không chịu được ạ, về loài luôn, về như con TD luôn nhá. Anh có chào bác nhá.